Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald's sẽ được một crispy chicken sandwich chỉ 1 đồng. Lê Thái và Như Huyền xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát trên đài truyền hình Lido Sài Gòn TV băng tần 56.10, 14.2 trên trang nhà lidosaigontv.com và chúng tôi cũng chiếu lại trên Facebook và trên YouTube. Và ngày hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 12 tây tháng 12 năm 2021. Một lần nữa thì Lê Thái và Như Huyền xin mến chào quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Huyền. Cảm ơn Lê Thái. Như Huyền rất là vui được gặp lại Lê Thái ngày Chủ nhật và gặp lại tất cả các quý vị đang xem chương trình Cà phê sáng với Như Huyền và Lê Thái một tuần. Như được gặp Lê Thái một lần và được gặp quý vị hai lần. Được gặp Lê Thái hai lần và được gặp quý vị hai lần, đó là thứ Bảy và Chủ nhật thưa quý vị. Và ngày hôm nay ngày Chủ nhật và so với những ngày trước thì nhiệt ngày hôm nay trời lạnh, đó là chỉ có 62 độ mà thôi. Nhưng so với những tiểu bang khác thì 62 độ đối với họ không nhằm nhò gì hết. Tại vì Nhi nói chuyện với một trong những co-worker của Nhi, họ đã ở Utah và đang ở những cái vùng rất là lạnh bên East Coast. Thưa quý vị, họ hỏi Nhi là biết bao nhiêu độ bên này mà kêu than lạnh. Nhi kêu là 62 cho tới 65, có lúc 70 độ. Nói đấy, 62 với 65 độ mà kêu là lạnh là cái gì, bên này chỉ có 40 độ mà thôi, có lúc là dưới 40 độ nữa. Dạ vâng, khí hậu của Cali chúng ta được được đánh giá là ôn hòa nhất nhì ở Hoa Kỳ chúng ta. Chúng ta cũng khá may mắn khi chúng ta ở Cali ha quý vị. Và đôi lúc thì Lê Thái cũng có đi qua một số tiểu bang khác cũng ham là sao? Ham cái khí hậu, ham cái nhìn cái cảnh những cái tuyết rơi đầy ở trên những cái lá ở ngoài thông. Em thích không? Dạ vâng, rồi ham những cái cảnh mà hai bên nhà là tuyết nào đó, nhưng mà thật sự những người ở đó người ta ngán lắm. Nhưng mà thật sự mình ở Cali thì mình thấy cảnh nó đẹp thiệt, nhưng mà nếu ở đó thì em nghĩ là cũng phải có những được cái này mất cái kia. Đúng rồi. Yên tĩnh hoặc là giá cả thì nó cũng ok, nhưng rẻ mà hơn, được xăng rẻ hơn. Xăng rẻ hơn, nhà cửa rẻ hơn, nhưng mà thật sự là nó được cái này mất cái kia thưa quý vị. Và cũng hy vọng rằng những quý vị nào chúng ta đang ở tiểu bang xa mà theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần cùng với Như Huyền và Lê Thái thì quý vị cũng chúc quý vị có một mùa đông không bị khắc nghiệt lắm, cũng như là cũng đủ sức ấm ở trong lan tỏa trong nhà để mà có thể ngồi trước màn hình TV theo dõi Như Huyền và Lê Thái trong chương trình Cà phê sáng. Có một cô ở trong hay comment ở trên Canada. Của mình ở Canada luôn, không biết khí hậu bên đó như thế nào hả cô hả? Dạ. Chắc cũng lạnh phải không? Mùa này thì bên đó là lạnh rồi, nhưng mà tùy theo khu, không biết cô ở cái khu nào. Dạ vâng, và cũng cảm ơn cô đã dành những cái tình cảm ưu ái cho Như Huyền và Lê Thái cũng như là đài truyền hình Lido Sài Gòn TV đã theo dõi chúng tôi trong suốt những chương trình vừa qua, cũng như những khán giả đã gửi những cái lời góp ý đến cho Như Huyền và Lê Thái cũng như chương trình. Và kính thưa quý vị, chương trình Cà phê sáng cuối tuần cũng đưa đến quý vị những thông tin vô cùng thú vị, lạ lẫm và gần gũi trong đời sống. Và ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về cái vấn đề mà cấy chip vào trong não người. Và chúng ta cứ nghĩ rằng cái vấn đề mà cấy chip vào trong cơ thể con người hoặc là trong não con người thưa quý vị chỉ dùng để ở trong phim thôi, chúng ta chỉ thấy trong những cái bộ phim Hollywood thôi, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì trong tương lai không xa đâu thưa quý vị, rất là gần, thì tỷ phú Elon Musk sẽ cấy chip vào não người trong năm sau thưa quý vị. Kính thưa quý vị, tỷ phú Mỹ Elon Musk, nhà đồng sáng lập công ty giao diện não và máy tính tên là Neuralink, cho biết rằng là quá trình cấy ghép chip máy tính vào bệnh nhân bị liệt nó sẽ diễn ra vào năm sau, tức là năm 2022. Và thử nghiệm chip của Neuralink sẽ bắt đầu với bệnh nhân bị thương ở tủy sống, và cái lịch trình này chậm hơn 2 năm so với dự kiến mà tỷ phú này đã đưa ra. Thiết bị sorry quý vị, thiết bị này sẽ cho phép bệnh nhân mất khả năng điều khiển các chi tương tác với thiết bị kỹ thuật số. Nhờ đó thì những cái người mà bị liệt tay chân có thể đặt hàng hoặc là giao tiếp với bạn bè, hoặc là họ có thể lướt web trực tiếp bằng sóng não mà người ta suy nghĩ thưa quý vị, rất là hay. Và trước đó thì công ty Neuralink từng thử nghiệm để một cái con khỉ chơi video game bằng cái não hồi đầu năm nay. Nhưng tỷ phú Elon Musk nhấn mạnh rằng là áp dụng này thành công công nghệ trên ở người vẫn là một cái thách thức rất là lớn đối với công ty này. Và Neuralink hoạt động tốt ở những cái loài khỉ mà
người ta, các nhà khoa học của công ty của tỷ phú Elon Musk đã thí nghiệm và đã tiến hành nhiều cái thử nghiệm khác xác nhận rằng công nghệ này nó vô cùng an toàn và rất đáng tin cậy. Và cái thiết bị Neuralink có thể được lấy ra khỏi não luôn, nếu như chúng ta cấy vào có thể lấy ra được rất là dễ dàng. Và tỷ phú Elon Musk cho biết rằng là ông có thể hy vọng có thể cấy ghép thiết bị này cho những cái bệnh nhân bị thương nặng ở tủy sống như những người bị liệt tứ chi này, sau khi mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm mà cấp phép cho công ty này bắt đầu cái kế hoạch cấy ghép chip vào não của con người. Và chip Neuralink hoạt động bằng cách là cấy điện cực vào vùng não bộ được kiểm soát chuyển động tự nguyện, thưa quý vị. Sau đó thì nối với mạng lưới lớn hơn gọi là Link và phụ trách xử lý, kích thích và truyền tín hiệu thần kinh. Thiết bị này cũng sử dụng sạc không dây ở bên ngoài và họ cũng có thể là kết nối không dây với thiết bị cho phép người sử dụng điều khiển mà không cần chạm vào. Theo Neuralink thì cái hệ thống điện cực này tinh vi đến mức là công ty phải phát triển riêng một cái hệ thống robot để mà cấy thiết bị vào vị trí chính xác nhất ở trong não của con người. Và Neuralink không phải là công ty duy nhất phát triển cái thiết bị giao diện não này, thưa quý vị. Hồi tháng 4 năm ngoái thì một thiết bị do công ty BrainGate phát triển do cho phép bệnh nhân bại liệt điều khiển máy tính bằng trí não và kết quả rất là hứa hẹn trong tương lai. Và cả BrainGate và Neuralink đều dựa vào cái kết nối không dây để thiết bị này trở nên nó khả thi hơn trong đời sống hàng ngày. Trong tương lai thì có thể là cái ứng dụng này nó ứng dụng trên người, ngay cả tất cả những cái người nào mà người ta đang bị tổn thương ở tủy sống cũng như là não bộ thì có thể là sau này người ta có thể là cấy ghép những cái này và có thể giúp cho não bộ của con người hoạt động trở lại bình thường, thưa quý vị. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là quý vị cũng thấy là trên trái đất của chúng ta dân số tăng lên mỗi ngày, thì bên cạnh đó song song thì dân số của robot cũng tăng lên mỗi ngày, thưa quý vị. Tức là những càng ngày kỹ thuật càng rất là cao và nhiều hơn nữa, thì những nhà khoa học họ đã tạo ra những cái robot hình người và càng lúc càng tân tiến và càng lúc nó có thể có khả năng những cái chức năng làm việc như là con người của mình. Thì quý vị cũng thấy những cái con robot như của Boston Dynamics và những con robot hình người có cái ở Caltech và có một cái chức năng đó là gọi là T-1000, nó có thể ngồi dậy, gây chú ý và có những cái chức năng như con người của chúng ta. Nhưng gần đây, Engineer Art họ đã tạo ra một con robot như quý vị cũng thấy ở trên màn hình đó gọi là Omega. Và họ đã có một cái video về cái con robot này, thưa quý vị, Omega, cái cách sử dụng, cái cách biểu cảm và cái cách mà nó movement nó như là một con người như vậy, không khác gì của con người và cũng có những cái emotion, thưa quý vị, rất là high tech và cũng rất là tân tiến. Và Engineer Art là nhà thiết kế sản xuất robot giải trí hàng đầu của tại Vương quốc Anh, gần đây đã giới thiệu America ở trên Internet và không có gì đáng ngạc nhiên hết. Thì đây, những cái phần mềm của trên đầu con robot quý vị cũng thấy rằng nó như cái hình của con người như vậy và nhìn rất là uyển chuyển và nhìn rất là đẹp, thưa quý vị. Và bên đây là những cái con robot, nếu quý vị nào có cái video về con robot này, quý vị có thấy nó y chang thật là thật như vậy. Đối với công nghệ có sự kết hợp giữa chân tay cơ học và những cái bộ máy và những cái cân bằng về những cái chuyển biến, những cái cảm tiến, những cái cách sử dụng để cho con robot này có thể movement, thì họ đã chế tạo những con robot này nó rất là cao cấp và rất là tân tiến, thưa quý vị. Thực ra Engineer Art họ đã tạo ra những con robot từ năm 2005, nhưng những cái con robot đó nó chưa hoàn thiện hơn, thì năm nay họ đã tạo ra cái con robot Omega hoàn thiện hơn rất là nhiều. Thì hiện tại họ vẫn chưa ra để bán hoặc là như thế nào, mà chỉ một cái demo thôi. Nhưng mà một cái đặc biệt ở đây là cái con robot này nó không sử dụng phần mềm Pure AI, gọi là trí tuệ nhân tạo tổng hợp. Cái loại software đó thì có những cái con robot từ những cái công ty khác thì họ sử dụng, nhưng Engineer Art họ không sử dụng, thưa quý vị. Họ sử dụng một cái loại software khác. Thì cái con robot này nó cũng nhìn như vậy nhưng mà chưa chắc nó có thể thông minh như những con robot mà quý vị cũng thấy là lên trên mạng phỏng vấn và nói chuyện như con người như vậy, thì nó chưa có. Nhưng mà hiện tại thì họ đang làm để mà hoàn thành hơn, hoàn thiện hơn những cái con robot này. Bề ngoài nó đã thuộc như con người, nó không có da thịt, họ không có bỏ những cái da thịt giả bằng cao su, nó bằng máy móc hết, nhưng mà cái mặt họ làm y chang thiệt đó, thưa quý vị.
như là cái con người thật của chúng ta. Với tình hình mà người ta dùng robot để người ta thay thế trong tương lai thì có thể là giống như Lê Thái và Nhi cũng đưa đến quý vị một số câu comment giống như là con người chúng ta bị mất việc hết nếu như chúng ta không cẩn thận. Và chúng ta cũng phải học lên thêm về những cái high tech, giống như chúng ta học về những cái cách mà chúng ta điều khiển những con robot đó. Bởi vì sau này thì em nghĩ rằng trong tương lai vài chục năm nữa thì robot nó sẽ thay thế con người rất là nhiều. Trong tương lai chúng ta không phải ngồi đây nữa, và nhiều khi nó không cần xuống công viên giống như Lê Thái và Như Hiền đâu. Đọc news luôn. Nó ngồi để đọc news là chết luôn. Có thể đâu hay hơn. Chắc mất việc luôn á quý vị. Nói giỡn thôi, nhưng mà chúng ta cũng ủng hộ một phần nào đó các nhà khoa học, người ta đã chế tạo những con này nó thay thế con người thì có nghĩa là nó sẽ không tốn cái lực nhân công và cũng như là giảm thiểu cái chi phí về trả lương, rất là hay thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi kết thúc phần 1 cà phê sáng cuối tuần. Như Hiền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá, thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn. Cảm hứng muôn nơi, hãy đi tìm.